gỗ mõ quá buồn ngủ, nhà sư Nhật bất ngờ nghĩ ra cách niệm Phật trên nền beat guitar. Chắc hẳn dù không đi tu, nhưng ai cũng biết việc tụng kinh thường được thể hiện trên nền tiếng gỗ mõ. Thế nhưng nhiều Phật tử cho rằng những giai điệu này quá thê lương, trầm buồn nên rất dễ phát sinh ra các sự cố ngáp ngắn ngáp dài trong buổi lễ. Thế vậy, nhà sư Togen Yoshihara, người Nhật Bản, đã thay thế tiếng gõ mõ truyền thống bằng tiếng đàn guitar rất chất chơi người rơi để tụng Bát Nhã Tâm Kinh, khiến dân tình tỏ ra thích thú. Những hợp âm ảo diệu, nhịp phách tuy không mạnh mẽ hào hùng nhưng có tiết tấu nhanh, nên Phật tử đọc không cẩn thận còn bị cắn vào lưỡi, chứ còn đâu thời gian nghĩ tới cảm giác buồn mà ngủ. Được biết, nhà sư đã cho mở bán vé concert, tạo điều kiện cho khán giả có nhu cầu đến xem tận mắt, nghe tận tai các bản tụng kinh điệu nghệ. Hiện các lời vé cho 10 đêm diễn ra đã cháy hàng và lượng khách vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.